các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món đậu phụ chiên sả rất là thơm ngon như thế này. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong, mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình. Các bạn chuẩn bị cho mình 3 bìa đậu này, 3 nhánh sả, hành lá, hành thơm, tỏi. Các gia vị khác thì mình sẽ nói sau nhé. Và mà bây giờ mình sẽ thái cái phần đậu này ra. Tháng 7 là tháng ăn chay các bạn ạ, tháng cô hồn, cho nên là thường mọi người hay ăn chay, nên là mình chia sẻ cái món chay để các bạn có thể cúng vào ngày rằm tháng 7. À, tháng 7 là tháng vu lan báo hiếu cha mẹ, cho nên là đậu mình thái ra như thế này ấy, để mình rán nó lên nhé. Còn các bạn sẽ cho mình chảo dầu lên bếp để mình rán phần đậu này lên trước. Chỉ cần nóng cái phần đồ ăn này thì các bạn sẽ cho đậu vào cho mình nhé. Mình rán vàng cái phần đậu này lên. Trong lúc chờ đợi cái phần đậu thì các bạn sẽ băm cho mình cái phần hành tỏi nhé. Sả các bạn cũng đập dập ra cho mình để mình hành lá các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình nhé. Đậu thì khi mình rán nó vàng lên thì mình lật nó lên nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình cái bát và đây mình cho vào đây vào nước ạ.
Các bạn cho mình vào đây 3 thìa canh nước tương nhé. Một chút muối, ít hạt tiêu, bột ngọt 2 thìa. Các bạn cho mình một ít đường nữa ạ. Để đường nhé. Cái hỗn hợp này thì các bạn sẽ hòa tan cho mình. Để sau đó mình sẽ cho vào đậu nhé. Khi đậu đã vàng rồi thì các bạn sẽ cho lên trên cho nó ráo bớt dầu đi. Để mình cho ra ngoài nhé. Bây giờ mình sẽ gấp ra ngoài. Mình phi cái phần hành tỏi xả lên. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tỏi vào trước nhé. Khi hành tỏi thơm rồi các bạn sẽ cho mình vào đây cái phần xả. Khi cái này đã thơm vàng lên, các bạn sẽ cho cái bát hỗn hợp vào cho mình. Rồi, hỗn hợp đã vào rồi thì các bạn sẽ cho mình vào đây. Mình rim nhỏ lửa đến khi nào cái phần nước này nó sền sệt lại là được và nó ngấm vào miếng đậu nhé. Khi nước nó còn sền sệt như này được, các bạn sẽ cho phần hành lá vào cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong đĩa đậu phụ chiên xả nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Mình mời các bạn thưởng thức với mình nhé. Thơm ngon béo của đậu các bạn ạ. Và mùi thơm của xả rất là tuyệt vời. Các bạn hãy làm món này nhé.